trời chỉ có hai vợ chồng thôi. Là ông Quýnh là mình chỉ né thôi, nói xin anh ơi tha cho em, anh ơi tha cho em, lần sau em không có bị gì nữa, không có làm gì nữa. Mà ổng cứ quất tới, quất tới vậy nè. Là cái vết thương của mình sao rồi chị? Đau. Đau. Chị Yên là bị đánh là suốt 18 năm luôn rồi hả? Đúng rồi. Vòng vòng ở xóm đó ai cũng biết chứ, nhưng mà không ai dám can ngăn. Ngày xưa là anh với chị là đến với nhau là do làm mai hả? Làm mai làm mối. Thì các con của chị ngày hôm nay có vô đây không? Hồi nãy mới vô hai đứa. Ừ. Hai đứa lớn. Em muốn biết là những lần bị đánh thì các con của chị như thế nào, phản ứng như thế nào? Tại vì bị đánh là mấy đứa nhỏ nó ở với bà nội không à, chứ không có ở với hai vợ chồng. Hai vợ chồng ở bên, còn mấy đứa nhỏ là ở với bà nội. Là quánh là mấy đứa nhỏ không có hay. Không có hay hả? À, tới chừng hay là quánh rồi rồi. Nghe cô kể rằng là chị những lần bị trận đòn roi là bị đánh bằng đòn dông rồi vậy. Tầm dông, dây gân. Dây gân. Cái trận nào mà nó phải nói là thập tử nhất sinh nhất? Là cái trận dây gân. Trận dây gân là mới dứt sữa thằng lớn. Dứt sữa thằng lớn là bị dây gân là em nhớ không lầm là em châm dầu. Em châm dầu mà cái dầu, cái can 10 lít, em châm ra 5 lít để chạy máy á, là em làm đổ dầu đi. Là ổng không chịu, ổng nói mằng này mằng tử tế. Em nói vậy cái can 10 lít đỡ lên này hả, rồi lỡ nó trượt ra rồi là cái ngày đó là ổng bị quýnh em nhất chỉnh nhất sinh là cái ngày đó. Là hồi mới dứt sữa thằng con trai lớn. Còn mấy cái trận sau thì trận ít rồi. Trận ít này là nói chung là lần nào cũng bị quánh hết chứ không phải là không bị quánh. Đánh bằng dây gân là đánh như thế nào chị? Dây gân là quánh từ ở đây thì chỉ quất vậy nè. Quất vậy là quất. Đúng rồi, mình là ở trên vạt. Mình nằm ở trên vạt, mình lăn qua lăn lại là ổng đứng như hia vậy đó. Ổng cứ quất vậy nè. Là kêu chị nằm xuống để đánh hả? Không, cũng như là quánh là mình chỉ né, nên là ở trên vạt là ở trong trời chỉ có hai vợ chồng thôi. Là ông Quýnh là mình chỉ né thôi, nói xin anh ơi tha cho em, anh ơi tha cho em, lần sau em không có bị gì nữa, không có làm gì nữa. Mà ổng cứ quất tới vậy nè. Là lần đó là còn ba chồng ổng can ngăn, ổng hay quánh rồi điện ổng về, ổng hay ổng mới chửi chồng em, ông ba chồng mới chửi chồng em, rồi chửi trận đó là em đi về nhà quýnh, cũng như là quýnh trận đó là em khùng khùng điên điên luôn á, là cha mẹ rước về. Thì ông bà nhà chồng mới qua năn nỉ là mấy thôi lần đầu cũng tha cho nó đi, rồi vợ chồng nó có con rồi không có con rồi mấy hai vợ chồng ông già chồng thì năn nỉ đi về, rồi em mới đi về. Là từ trận đó là quýnh em tới ngày nay luôn đó, chứ không phải là em bị mắc nợ mà em bị quýnh. Mà là đánh từ con chị mà thôi nôi tới dứt sữa thôi nôi dứt sữa là tới giờ là tới em bốn đứa luôn đó. Nhưng mà tại sao chị lại để cho mình đến có bốn người con như vậy? Dạ tại vì em thương bà vợ chồng nói là nhà là không có con, thôi con sanh bốn đứa đi thì cho đông, rồi em mới nghe lời, em mới là sanh bốn đứa cho bà chồng em. Em mới sanh bốn đứa là bị quýnh là từ đó tới giờ luôn đó. Mới cưới về có đánh không chị? Mới cưới về thì một năm chưa có quýnh, bước qua năm sau thì bắt đầu quýnh. Giữa anh và chị có mâu thuẫn gì không? Không có mâu thuẫn gì hết, giống như màn công chuyện chịch là ông quýnh, chịch là chửi, chịch là quýnh, không có mâu thuẫn gì hết. Có 7 năm về sau đây là chỉ có mâu thuẫn là vụ nợ thôi. Vụ nợ là em lấy nợ cho nhỏ em á. Lấy nợ cho nhỏ em là em đứng ra em trả. Rồi ổng cũng lấy tiền ra ổng trả giùm cho em. Rồi ổng bức rứt quá, lần nào nhậu về ổng mới kiếm chuyện ra. Ổng nói là nợ nần vậy đó, sao gây ra quá trời vậy đó. Lấy nợ là bao nhiêu tiền chị hả? 86 triệu, bây giờ ra 400-500 triệu. À, có nghĩa là anh quốc ức về cái chuyện mà nợ nần nữa. Đúng rồi, rất ức về chuyện nợ nần là quýnh. Lôi ra quýnh. Mỗi lần xỉn là nhớ vụ nợ là quýnh. Quýnh chị nghe nói quýnh bằng tầm dông đó hả? Quýnh bằng tầm dông, rồi
Nói chung là có cái gì thì quýnh cái đó vậy đó, chụp cái gì thì quýnh cái đó. Có bao giờ anh cầm hung khí như dao không? Không đâu. Như là nhà là dao là chỉ cứ để chung một chỗ thôi, là ở ngoài là không có cái dao gì hết. Là ở ngoài là chỉ có cây thôi chứ không có gì hết. Dạ. Nghe nói là đánh những người xung quanh hàng xóm là không ai dám vào ca. Không ai dám vào ca hết. Vết thương hiện nay là thương tích vẫn còn trên cơ thể của chị hả? Đúng rồi. Chị có thể ở ngoài sau lưng được có không? Có. Xem. Phải nói tầm trời ơi, cái này đâu quánh bằng tầm dông nữa hả chị? Tầm dông. Trời ơi, bao nhiêu cây? Tất cả là mười mấy cây. Mười mấy cây. Nghe nói trên đầu cũng có nữa hả chị? Trên đầu cỡ 6 cây. 6 cây đồng dông đánh lên đầu hả? 6 cây đồng dông bên đây nữa nè, từ cái trên... Đây hả? Có luôn, ở đây có luôn nè. Ở trên ót nè. Giờ nặng là nặng. Ở dưới cầm cổ nữa đúng không? Cầm cổ là bóp cổ. Bóp cổ luôn hả? Bóp cổ, cái tay ổng bóp vậy nè, rồi thêm một tay nữa là ổng nắm đầu sau ổng kéo. Ông kéo đi cỡ 10 bước chân. Kéo đi hả? Kéo nắm lên. Đầu bóp cổ hả chị? Nắm đầu bóp cổ kéo lê vậy nè. Kéo lê cỡ 10 bước chân. Công an. Dắt ban đêm mà đâu có trình báo công an đâu, cũng như mình suy nghĩ là mấy lần trước á, quánh á, ai cũng kêu á, là mày đi báo công an, ta trình bày gì vậy cho người ta biết. Mình mới thương chồng thương con á, nói thôi nếu mà báo công an thì ổng ở tù thì con cái ai nuôi. Rồi em nghĩ vậy rồi em không có báo, thôi kệ đi, chịu đựng đi, tại vì mình sai mà. Như vậy thì sau lần này thì chia sẻ lên mạng thì chị có sợ rằng là chính quyền sẽ vào cuộc sẽ bắt anh đi tù? Bây giờ em chỉ muốn là chỉ có răn đe thôi, chứ đừng có bắt đi tù. Nếu mà bắt đi tù là bốn đứa không có ai nuôi hết. Và còn mẹ già tới bảy mấy tuổi, em chỉ muốn là cộng đồng mạng là vô là chỉ có răn đe ổng thôi, chứ không có bắt ổng đi tù đâu. Nếu mà bắt ổng đi tù là tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Ngoài cái tình thương cho con này, em nghĩ là chị cũng rất là thương anh đúng không? Đúng rồi. Ở vợ chồng mà không có tình cũng có nghĩa. Hồi đó thì làm mai làm mối không thương, chứ ở lâu dài vài tháng nó cũng có tình thương. Mà thương bây giờ ổng biết mình thương ổng quá thì ổng cứ dị hoài. Đến đứa thứ hai thì chị cũng còn bị đánh. Cũng còn. Mới bị đánh, gọi là chốn nở sự bị đánh nhiều hơn so với sau này. Đúng rồi. Thì lúc đó thì chị có nghĩ rằng mình sẽ chấm dứt cái cuộc hôn nhân mà nó âm mưu như thế này để mà tìm một cái về nhà mẹ mình để mình nuôi các con? Có, mình mới suy nghĩ vậy rồi. Mà chồng em á, ổng mới lên tiếng. Ổng nói nếu mà mày thôi tao thì con tao nuôi, chứ mày không có bắt đứa nào hết trơn á. Em mới suy nghĩ em thương con em ở. Em ở thì sao mà em ở mà em sanh tới bốn đứa con mà em vẫn còn bị quýnh. Ổng cứ năn nỉ, ổng nói là anh bỏ rồi, anh không có quýnh vợ nữa đâu. Anh bỏ trong vòng 1-2 tháng rồi đó. Rồi tiếp tục quay lại chửi bới rồi quýnh em nữa. Anh có nghiện rượu không? Không có nghiện rượu, tại vì công chuyện ổng mằng lắm. Còn lâu lâu con cháu rủ nhậu rồi mới nhậu, với tiệc nhà có tiệc tùng rồi mới nhậu. Còn bình thường cũng chửi qua loa vậy đó, chửi là quýnh nè. Có lần cũng quýnh vài cây rồi thôi, có chửi là nhiều nhất. Chị có nói rằng là các con thì ở với lại bà nội. Đúng rồi. Thì không có vô nhà, chỗ nhà đó chỉ anh với chị không. Thôi. Mình có hai nhà, cách xa lắm. Ủa anh gọi hả? Đúng rồi. Anh gọi hỏi thăm chị hay sao? Em cũng không biết. Muốn nghe thì bắt nghe. Thôi khỏi đi, đã có gì nghe sao đi. Ừ. Chị có lo rằng khi mà chia sẻ cái đoạn clip này lên mạng thì chồng của chị sẽ có những hình thức nào nó táo bạo không? Em không lo gì đâu, bây giờ em không nghĩ tới đâu, em chỉ muốn là ly dị với ổng thôi, để ổng sống, ổng nuôi mấy đứa nhỏ đi, rồi em không có cái gì để liên lưu với ở lằng đẳng hết trơn. Em chỉ muốn là làm đơn vô cuộc, làm đơn đi, đơn phương ly dị thôi. Cái động lực mà chị giữ được cái hôn nhân đến 18 năm
đó là thương con. Thương con. Đúng rồi. Vì con. Ngày hôm nay thì gặp con mình đó. Vô đây gặp mẹ mình nằm ở trong bệnh viện với cái tình trạng là thương tích đầy mình như vậy thì con của mình phản ứng như thế nào? Hai đứa không nói gì hết. Chỉ có ngồi dòm thôi chứ không có nói gì hết. Không nói gì hết. Nó chỉ vô ngồi dòm thôi rồi vô về chứ không có nói gì hết. Hai đứa. Cái động lực nào để cho chị có thể chia sẻ cái đoạn clip này lên mạng trong khi đây là một cái cuộc sống riêng của gia đình mình? Cái động lực là cũng như là em đã sống, em đã chịu đựng, là trong vòng 18 năm em đã chịu đựng hết nổi rồi. Em mới tính là nếu mà ảnh sửa sai thì có thể là mình sống với trọn đời với ổng nuôi con. Mà bây giờ ổng một tuần vậy có thể là chửi có khi chửi, có khi quýnh nữa, một tuần vậy có khi 3 lần 4 lần cũng chừng, rồi nhắm mà đâu có ở nữa đâu. Nhắm vậy là em không bao giờ ở nữa. Sáng giờ là chị có ăn nửa hộp cơm rồi, với còn hồi nãy kêu mẹ mua đồ ăn vô. Giờ tình hình sức khỏe mình sao giờ? Em mệt. Mệt. Những vết thương trên đầu lúc này? Vết thương trên đầu là nó chỉ nhức bưng bưng lên trên cái đầu với cái ngoài sau lưng này thôi. Còn tay chân nó cũng nhức luôn, nhức ê ẩm mình mẩy chứ. Rồi chị đi vô bệnh viện như thế này, mấy đứa con của chị ở bên nội? Bên nội. Rồi có sao, có nghĩ rằng là sau cái cuộc điều trị này mình sẽ dọn về ngoài ở không? Chắc là mình sẽ về ngoại mình ở, chứ mình không có đi về đẳng mình ở nữa. Về đẳng là có thể là kiếm quýnh nữa. Nếu mà không quýnh cũng là hơi lâu. Tại vì mới quýnh là một lần này, nếu mà ở có chừng cỡ cả tháng là có chuyện nữa. Thôi bây giờ cũng tới giờ bác sĩ thăm khám thì em cảm ơn chị sẽ em còn clip này ha. Dạ.